Chào mừng các bạn đến với kênh Mèo Vặt 789. Ngày hôm nay Mèo Vặt 789 sẽ hướng dẫn các bạn sửa một chiếc quạt điện áp dụng cho tất cả các dòng quạt tương tự như thế này nhá. Thì cái bệnh hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái bệnh nghẹt trục và bó bạc. Thì các thứ các bạn cần đầu tiên chuẩn bị chỉ cần một chiếc tô vít thôi, cơ bản. Rồi kìm kéo mấy cái thứ cơ bản trong nhà. Đầu tiên các bạn sẽ tháo cái phần quạt này ra, tháo phần lồng ra, tùy từng loại quạt nhé, và các bạn sẽ tháo nó ra. Cái núm này các bạn sẽ quay theo chiều kim đồng hồ nhé, thường thường nó sẽ bị ngược. Quạt này là quạt MD, quạt Trung Quốc cổ ngày xưa. Còn đối với cái loại mà điện cơ 91 các thứ thì các bạn cũng có thể mở tương tự như này. Đây, phần này các bạn mở ra luôn. Rồi các bạn nâng cái lồng này ra. Rồi, vậy là đây là cái quạt, cái động cơ chính của quạt. Thì cái bệnh này mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Các bạn bắt bệnh bằng cách là cái quạt này, cái trục các bạn quay, nó không quay được, nó không có đà quay và nó rất là chắc. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là các bạn cầm cái trục các bạn lắc, cảm thấy nó rơ. Đấy, đây là nguyên nhân thứ hai để chúng ta tiến hành để sửa theo cái bệnh như hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Thì các bạn sẽ mở các con ốc này ra để chúng ta bung được cái nắp này ra. Thì đối với quạt MD đây là 4 con ốc. Còn đối với các dòng quạt như bây giờ của điện cơ Bộ Quốc phòng hoặc là các điện cơ ấy, thì các bạn mở hai con ốc hai bên này ra. Đây, như các dòng quạt điện cơ mới bây giờ, các bạn chỉ cần mở hai con ốc này ra là các bạn có thể nâng được cái nắp này ra rồi. Thế nhưng mà đối với quạt MD thì nó có cái chốt của nó. Chúng ta phải mở cái chốt này ra thì chúng ta mới lôi nó ra được. Đây, có cái chốt đây. Chỉ cần như thế này là chúng ta bóp vào là mở cái chốt này ra. Đây, mình đã mở ra được rồi. Thì phần đây các bạn sẽ thấy phần động cơ. Và đối với cái nắp này và cái chức năng để chúng ta lấy nó ra được. Như quạt điện cơ thông thường bây giờ, các bạn chỉ cần cầm cái chức năng này, các bạn kéo mạnh lại, kéo mạnh ra là nó tự bật ra thôi, vì nó là cái cá. Còn như quạt MD này nó bằng ốc thì mình sẽ phải mở bằng con ốc. Ok, mình đã lấy được cái túc năng ra rồi. Thì quạt này túc năng nó có ốc, nhưng mà cái mặt đít này nó lại không có ốc. Chúng ta lôi ra thôi. Còn như quạt thường bây giờ nó có ốc, nên các bạn sẽ mở cái ốc ở đằng phía sau đít của cái lồng này và các bạn lôi ra. Ok, đấy là mình đã lôi ra được thấy động cơ rồi. Thì cách để chúng ta khắc phục và sửa chữa cái nguyên nhân như lúc nãy mình nói là bị nghẹt trục hoặc là bị rơ trục, hoặc có thể người ta hay gọi là bị bó bạc á. Thì cách sửa chữa thì các bạn phải mua một đôi bạc mới như này. Đây là đôi bạc mới của quạt. Hoặc nếu như mà trong trường hợp nó không rơ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, nếu như không rơ chúng ta sẽ vệ sinh nó lại. Tiếp đến các bạn sẽ tháo 4 con ốc này ra. Ở trục máy, giữa máy này, một bên các bạn giữ cái đai ốc và một bên các bạn sẽ tháo cái bù lông ra. Cái này đối với tất cả các dòng quạt nhé, nó đều như này hết. Rồi, mình đã tháo được xong con ốc rồi. Và cái con ốc của cái đầu tút năng dưới đây này, các bạn cũng sẽ tháo nó ra luôn. Rồi, các bạn chỉ kéo xuống như này. Và bây giờ chúng ta có thể dễ dàng lôi được cái này ra rồi. Đấy, như các bạn thấy là có thể lôi ra được. Thì đối với quạt MD nó có một cái chốt đây, chúng ta phải đóng cái chốt này ra thì chúng ta mới lôi được cái này ra. Nhưng còn bây giờ nó có một cái ghim như này, thì các bạn sẽ tháo cái ghim này ra thì chúng ta mới lôi được cái bộ phận đấy ra. Đây, cái chốt của nó đây. Đây là cuốn MD. Rồi, chúng ta lôi cái phần này ra. Cái trục này các bạn cũng có thể lôi ra luôn. Đây. Ở đây cái quạt này nó bị cái vấn đề là bị bó bạc. Các bạn thấy cái trục này nó đen xì luôn, nó bẩn hết các cái trục nữa, cái phần này này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta khắc phục trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn để thay bạc sau. Thì ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái rẻ. Các bạn làm sao lau cho thật sạch, lau sạch cái phần bẩn này đi, ngay chỗ hai cái tiếp điểm vào cái bạc của trục này. Các bạn lau sạch. Đây, mình lau nó đã sáng lên rồi, sạch rồi. Phần tiếp theo các bạn cũng sẽ dùng rẻ và các bạn cũng sẽ lau sạch cái phần hai cái quả bạc cũ nằm trong đây. Đó là đối với những trường hợp mà cái bạc của các bạn chưa rơ nhá, chỉ là bị nghẹt thôi, thì các bạn lau sạch như này, cho vào cái tô vít các bạn xoắn.
cho nó thật sạch trong cái phần tiếp điểm giữa cái bạc này với cái trục nhá. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tìm hiểu nguyên nhân và cách sửa chữa khắc phục luôn cái quạt này bị bệnh nghẹt trục. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn hãy like, chia sẻ video để ủng hộ kênh Mèo Bảo Đoán 9. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Mèo Bảo Đoán 9. Cuối cùng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin mời các bạn hãy vào kênh Mèo Vặt Đoán 9 để có thể theo dõi thêm nhiều video mèo vặt hay bằng cách các bạn điền từ Mèo Vặt Bài Đoán 9 viết không dấu cũng được vào ô tìm kiếm. Và ở đây các bạn có thể thấy ngay kênh Mèo Vặt Đoán 9 nằm ở đây. Và các bạn xin mời các bạn đăng ký, nhấn vào nút đăng ký ở đây để có thể theo dõi video mới một cách dễ dàng hơn. Và các bạn bấm vào kênh Mèo Vặt Đoán 9. Sau khi vào kênh Mèo Vặt Đoán 9, các bạn có thể thấy góc bên phải ở đây cũng có một nút đăng ký. Nếu bạn chưa đăng ký, mời bạn bấm đăng ký để có thể theo dõi video một cách dễ dàng hơn. Và các bạn kéo xuống phần dưới đây có phần mục video. Các bạn bấm vào mục video. Trong mục video đây, đây tất cả là toàn bộ video mèo vặt và các cách sửa, cách chế được thực hiện bởi kênh Mèo Vặt Đoán 9. Xin mời các bạn ghé thăm và ủng hộ.
Cuối cùng xin được chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ.